Trận đấu quốc tế giữa U-23 Việt Nam và U-23 Philippines đã chứng kiến một màn trình diễn đầy ấn tượng của U-23 Việt Nam, cho thấy sự vượt trội về sức mạnh và khả năng của đội bóng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định thực hiện tới 8 sự thay đổi nhân sự trong đội hình so với trận đấu trước đó với U-23 Lào. Điều này nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng và sự đa dạng của đội hình U-23 Việt Nam. Trận đấu đã bắt đầu với nhiều điều bất ngờ từ phía U-23 Việt Nam khi có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Tuy vậy, điều này không làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng và tạo cơ hội tấn công của đội. Mặc dù vậy, việc tận dụng những cơ hội trong vòng cấm của U23 Việt Nam vẫn còn một số thiếu sót. Điều này là điều dễ hiểu bởi đây là lần đầu các cầu thủ trong đội hình này cùng tham gia trận đấu, cần thời gian để làm quen và hiểu biết lẫn nhau. Dẫu vậy, sự vượt trội trong khả năng pressing và cách họ duy trì nhịp độ trận đấu đã giúp U23 Việt Nam kiểm soát thế trận toàn diện. Không lâu sau, ở phút 18, sau một pha tương tác sáng tạo, Hữu Tuấn đã có cú sút mạnh mẽ từ ngoài vòng cấm, mang về bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Trong hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sự áp đảo trên sân và U23 Philippines đã phải thay đổi cách chơi bằng việc tạo sức ép từ các pha bóng bổng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vững chắc của U23 Việt Nam đã ngăn chặn mọi nỗ lực của U23 Philippines. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1, không nghiêng về U23 Việt Nam, cho thấy sự mạnh mẽ và thể hiện đẳng cấp của họ trong trận đấu quốc tế này.